đoàn tự do tôn giáo ở Á Châu và Thái Bình Dương đã tổ chức hội nghị tại Đài Loan từ ngày 18 đến 21 tháng 2 vừa qua để thảo luận kế hoạch phát huy tự do tôn giáo trên toàn vùng Á Châu. Cựu nữ phó tổng thống Đài Loan Annette Lu là chủ tọa diễn đàn. Các thành phần tham gia gồm có các chức sắc tôn giáo, đại diện của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giới chức Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, nhân viên Quốc hội Hoa Kỳ, giới chức đặc trách nhân quyền của một số chính quyền Á Châu. Tổng cộng có 99 người đến từ 27 quốc gia tham dự, trong đó phái đoàn do Ủy ban Cứu người vượt biển phối hợp là phái đoàn đông nhất, gồm 9 người với hơn phân nửa đến từ Việt Nam. Vào ngày tiền hội nghị 17 tháng 2, sau khi ghi danh, ban tổ chức đã đưa mọi người đi tham quan thành phố Đào Viên. Đây cũng là dịp cho các tham dự viên làm quen và nối kết. Vào lúc 6 giờ chiều, mọi người đến từ đường dòng họ Lu để dự bữa cơm chiều do cựu nữ phó tổng thống Đài Loan Annette Lu khoản đãi. Khoảng 200 người trong dòng họ Lu đã tề tựu để đón tiếp các phái đoàn. Cũng cần nhắc lại là trong thời gian chống độc tài, bà Lu từng bị tuyên án 12 năm tù và đã ở tù 6 năm. Cuối buổi tiệc, bà cựu phó tổng thống ra bắt tay từng người trước khi ra về. Một người trẻ đến từ Việt Nam tỏ vẻ ngạc nhiên và cho biết là ở Việt Nam cán bộ cấp trung thôi cũng đã khó để dân có thể đến gần. Đây cũng là dấu hiệu khác nhau giữa dân chủ và độc tài. Ngày đầu của hội nghị, thời khóa biểu dày đặc sinh hoạt từ 8 giờ sáng đến gần 10 giờ khuya. Nhiều tổ chức quốc tế rất ngạc nhiên và phấn khởi khi lần đầu tiên tiếp xúc với đại diện các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam mà họ ít biết đến như Cao Đài, Phật giáo Khmer Krom và Hồi giáo Chăm. Trong phần phát biểu khai mạc hội nghị, tiến sĩ Katrina Lentos-Webb thuộc Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã nhắc đến phái đoàn Việt Nam trước cử tọa. I know we have a wonderful big contingent of representatives here from Vietnam. The government controls nearly all religious activities, restricts independent religious practice, and represses individuals and groups it views as challenging the state's authority. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thuộc Ủy ban Cứu người vượt biển trình bày về công thức bàn tròn đa tôn giáo. Mục đích của chúng tôi tới đây ngày hôm nay đó là để chia sẻ về cái kinh nghiệm lập ra những cái bàn tròn đa tôn giáo để mà thu hút nhiều cái thành phần khác nhau ở trong xã hội từng quốc gia một để cùng nhau thúc đẩy cho vấn đề tự do tôn giáo. Có những cái người là thuộc các sắc dân thiểu số, sắc dân bản xứ, những cái người mà gọi là dân oan bị cướp đất, nó cũng có khía cạnh tôn giáo ở trong đó, từ vấn đề chống tra tấn, vấn đề chống buôn người, quyền của phụ nữ, quyền của những người mà bị phế tật, hoặc là các cái vấn đề tị nạn di dân v.v. đều có khía cạnh tôn giáo hết. Tất cả mọi người mà cùng quan tâm đều có thể ngồi chung với nhau trong cái bàn tròn. Hiện nay đứng cạnh tôi có một người trong cái phái đoàn đến từ Việt Nam là cô Kim thuộc khối Nhân Xanh đạo Cao Đài ở Việt Nam sang và tham gia ngày hôm nay. Tôi muốn hỏi thăm cô Kim ở đây một vài cái ý nghĩ. Trước hết là xin cô Kim cho biết rằng là cảm giác như thế nào, cảm tưởng như thế nào về cái hội nghị này. Cảm tưởng về hội nghị tôi rất là vui, tôi đã đem được một cái điều gì mà trong cái khó khăn ở Việt Nam tôi không làm được thì ở đây tôi có thể làm được. In countries like Vietnam, there's no way that we can guarantee that we can eliminate completely the risk factor. The government can do whatever they want. However, in these days, they also need the international integration within the national community because they need trade benefits, need a lot of other benefits. And therefore, the more exposure we give and visibility we give the groups in Vietnam, we would reduce the risk factor. And let me give one example. Last year, again, back to the example about the draft law on belief and religion, the Cao Dai group actually did a kind of round table with about 20 people attending, and they took picture, they posted that on their Facebook page, and nothing happened to them. And they did send in their recommendations to the government. So with a lot more support from out here, helping to raise the visibility of activities inside Vietnam that are done in public, non-clandestinely, I think that we can mitigate the risk of being cracked down by the government. Đề tài này được thảo luận sôi nổi qua phần hỏi đáp với cử tọa.
Bữa cơm chiều do thị trưởng thành phố Đào Viên khoản đãi, ông đã nồng nhiệt chào đón mọi người. Điều này cho thấy chính quyền Đài Loan làm việc rất chặt chẽ với xã hội dân sự. Tại đây, chúng tôi cũng ghi nhận sự có mặt của cô Anastasia Lin, Hoa hậu Canada. Cô trở thành nổi tiếng trong giới đấu tranh nhân quyền khi cô dùng vị thế hoa hậu để lên tiếng chỉ trích việc buôn nội tạng ở Trung Quốc. Thế là gia đình cô ở Trung Quốc bị trả thù bởi chính quyền. Cô bị cấm nhập cảnh để dự thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức ở Trung Quốc năm 2015. Ngày thứ hai của hội nghị, phái đoàn đến từ Việt Nam, Ủy ban Cứu người vượt biển, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế và thành viên của một số tổ chức bạn đã có buổi họp bàn về nỗ lực thành lập bàn tròn đa tôn giáo cho Việt Nam, về các vụ đàn áp tôn giáo gần đây và về việc lập danh sách chế tài các kẻ vi phạm quyền tự do tôn giáo. Trong một buổi hội thảo về tình trạng tự do tôn giáo trong vùng, tiến sĩ Võ Trần Nhật đến từ Pháp thuộc Ủy ban Nhân quyền Việt Nam đã giải thích. Article 79 of the Penal Code, who say who punish the activities aiming to overthrow the government. The problem is that if you are violent, you are punished. But if you are not violent, you can be punished as well, because there is no difference in that in the provision. Một đại diện thuộc khối Nhân Xanh Cao Đài chia sẻ. I will translate. Thank you. Em tôi đến đây để nói về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Vì tôi là Đạo Cao Đài, Phó Nhân Văn. Đạo Cao Đài chúng tôi khai sinh năm 1926 tại Tây Ninh, Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1978, thì sau khi nhà nước, chính quyền đã dừng lấy mạng, thì họ đã để cho đạo của chúng tôi không còn hoạt động được và họ đã xóa sạch. Ở đến năm 97 thì họ đã lập ra một đạo quốc dân và do chính họ là người điều khiển. Cho nên chúng tôi rất là bé nhỏ, không thể hoạt động và cũng không thể làm được việc đối với nhà nước, cho nên chúng tôi đang đi tìm một với Liên Hiệp Quốc và một khối lớn hơn để chúng tôi có được sức mạnh từ bên ngoài. Đó là để chúng tôi được mở Đại hội Nhân dân tại Việt Nam và nhà cầm quyền phải cho chúng tôi được quyền đó. Và chúng tôi xin cảm ơn. Yeah, I'm with the Cao Đài religion. In 78, the government of Vietnam, Communist government of Vietnam, wiped out our anti-religion. They took over all the facilities. And in 1997, they created a new leadership for our religion. And they appointed the leaders who are actually serving the government and not our religion. And we are a small community, we have no voice, we cannot do advocacy without our government at all. And therefore, I'm here to look for organization out here to do advocacy with your own governments, and your own governments can speak to our government, can put pressure on our government. That's the only way for us to have a voice with our government indirectly to organizations out here. That's why I'm here for. Thank you. Thank you so much. And just I'll let you respond, Kristen, but just so you know, the U.S. Commission on International Religious Freedom, Tina Mumford, obviously they do excellent reporting in the Cao Dai community and have for years, and so they're one of your strongest advocates. Also, if you have not yet had an opportunity to meet with other parliamentarians that are here, I strongly suggest that we assist you in arranging meetings with a few of the other policymakers that are here at the forum so that you can tell your story directly to them. As we know, storytelling is extremely important. So, Dr. Thong, if I can help arrange some side meetings, please let me know. Kristen? I just want to say thank you for sharing this with us. And this is one of my main goals of coming to this forum, is to meet representatives from different religious minorities
that want to do advocacy, because we need to broaden our network, and this is the perfect opportunity. So I will catch you on the way out. Thank you. Cũng trong ngày, mọi người đều đến trụ sở Quốc hội Đài Loan để nghe đọc tuyên bố về tự do tôn giáo. Qua hội nghị lần này, chúng ta đã đạt được một số thành quả. Thứ nhất là công thức bàn tròn đa tôn giáo đã trở thành đề tài được nhắc đến trong suốt hội nghị. Thứ hai là Việt Nam đã được nhắc đến trong suốt hội nghị, từ bài diễn văn khai mạc của tiến sĩ Katrina Lentos-Webb, đến lời phát biểu qua video của dân biểu Hoa Kỳ Christopher Smith, đến lời tuyên bố bế mạc của ông Bob Fu, trưởng ban tổ chức. Nếu trước hội nghị ai còn mù mờ, thì đến cuối hội nghị họ đã có ấn tượng sâu đậm về tình trạng mất tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nhiều người cho biết họ sẵn lòng yểm trợ các nhóm tôn giáo độc lập ở Việt Nam.